Xin chào anh em. Giờ cũng đâu tầm 9 giờ nha anh. 9 giờ tối à. 9 giờ kém 15 rồi. Nay đi rước nó về à, muộn quá. Rồi chạy quá rồi, mới vừa cơm nước tắm rửa xong. Úp lên cho anh em mình cùng trải nghiệm chơi nha anh em. Cái con này thì nói chung là nhiều kinh anh em cũng đã quay rồi, có gì đâu mới lạ đâu anh. Này là kêu là rim Thái để hải gông 20 nha anh. Rim Thái 20, xe này thì chưa đổ xăng nha anh. Chưa đổ xăng đâu. Mấy cái này được anh em ta quán mỡ bò vô đừng cho nó bị xét nha anh, chưa đổ xăng. Ở trong này thì có xịt cái đầu chống, xịt cái hơi cho nó chống xét cái bình xăng thôi nha, chứ chưa đổ xăng. Ở đây là chắc cuốn sách hướng dẫn sử dụng như phụ kiện vậy đó, các kiểu như mà cái yên nó cũng được anh em nó quấn bọc rồi. Này cộng dây đèn led đã mở để đây nhưng mà chưa gắn luôn, bình cũng chưa có gắn luôn đó, chưa gắn chưa có nổ máy. Cái chi tiết này được quấn mở bỏ hết rất là kỹ. Ôi trời ơi, ông giò giò nó đóng luôn rồi. Xe này đem về Việt Nam mình đó anh, đợi giấy rất là lâu. Mình nhớ đợt trước phép quay không, phép lại tại chỗ cái quay đó là phép bỏ cọc đó đó à, cho đến hôm nay là nó mới hoàn thành giấy tờ lắm anh. Chắc tuần sau này, thứ tư này mình đi bấm số. Xe này bánh mà chưa có bơm nữa, còn mềm ẩu ông giò đóng, để như vậy luôn đi đó, đợi hải quan rất là lâu. Xe này tình trạng giấy tờ là giấy quá giá hải quan nhé anh. Em nói thật với anh chứ em cũng chưa chưa từng lên chạy luôn. Hôm thì có một chiếc đổ xăng rồi đó, thì có nghe nổ máy thôi. Máy thì cực kỳ anh, ấm lắm, nhưng mà chạy thì không có chạy, làm biến chạy thử anh. Hay cái chữ Honda đó, ở trong nó trong đó, anh thấy không, nó có một chữ trong đó, cái chữ Honda nó nằm ở trong chứ không phải ở ngoài vậy. Mà Mika nó dán ở ngoài, kể cả chữ rim cũng vậy, logo này cũng vậy, miếng Mika nó chụp bên ngoài. Em này cũng như anh em vậy thôi, vừa gọi vừa xem vừa trải nghiệm thôi, chứ mấy cái dòng này thì em cũng chưa có mua bao giờ nữa, mà gọi tới đâu thì xem tới đó thôi. Này đi trước là phanh cơn nha anh, này là thắng đùm đấy. Cụm đầu bò nha anh, xem thử có rớt đầu chứ anh. Rớt đầu nó chết luôn, rớt đầu nó em cắn lưỡi luôn. Coi số máy này nha mày, coi số máy này coi như thế nào. Đây số máy đó. Xe này thì mới 100% nha anh. Xe nhìn hai cái khung sườn nó khiếp lắm anh, hai khung sườn nó nằm song song nhau, hầu như là nó dày búng không thấy cái rất dày lắm anh, hai khung sườn khiếp thiệt.
rất là chắc chắn luôn. Cái cảng này được bắt trực tiếp trên khung sườn luôn nhé mà. Xe mà em không thích nhất cái chi tiết, xe nào cũng vậy, em rất ghét cái kiểu thiết kế mà để cái phần nhựa bắt cùng với phần sắt nhé mà, rất ghét luôn. Thật, nó sẽ không bền được thời gian đó mà, nó không nó ghi nó thiện vậy đó, nhưng mà khi mà có chuyện gì có việc gì á, anh em muốn mở ra tháo đi vệ sinh nha, anh em gắn là không sao vậy, cho anh em gắn lên nó vẫn bình thường, nhưng mà thời gian sau em nghĩ nó sẽ bị tét nứt các thứ, nhưng mà để riêng nó vậy đó là lại không giờ bị nó, nhưng mà có việc gì cần mà mở ra gắn vô lại là bảo đảm nó sẽ bị đấy. Không thích cái vụ này à, phải nó thiết kế làm sao nó đừng có liên quan người tới nhau đó. Nó hay ha. Ha, tại cái phần này nó rất là chịu lực của anh, rất là cứng nặng, khi mà bắt này vô kiểu này là rất là dễ bể cái nhựa bên áo đó. Cái đó là ý kiến cá nhân đấy em anh, nhìn xe mình đóng đánh giá cái tổng thể nó vậy thôi. Bên đây thì pha quýt Yagi Supreme Việt càng nhanh e đi ra như thế. Cái này cái cụm đồng hồ ấy mà, trên này thì nhanh trái này, nhanh phải, no 1 2 3 4, quýt pha đèn vậy thôi, ô đô kim xăng. Bên đây thì cũng vậy, Yagi hình như là nó giống như mẫu thiết kế chung của Honda hiện đại mới bây giờ, cũng nút đề với nút càng à, đèn này cái ổ khóa nha, cũng đơn giản bình thường nha, giống những dòng khu chờ quay y vậy thôi. Dòng xe này thì lên chạy thì nó gì tê cái cúc nha mà, cái này thì phuộc nó nha mà, phuộc nó có tăng giảm này. Nó giống như kiểu khu một nha mà, giống như dòng khu chờ một đó, của Việt Nam mình nè. Ông dò đóng cả ổ của giống rồi vậy thôi, nó cũng đơn giản thôi mà. Mà cái xe này phép nhìn cái dàn khung sườn nó nhìn thấy nó chắc khiếp thiệt luôn. Ốc lên máy thì nó làm dấu bằng một cái lớp sơn màu xanh nhé mà, chứ không như xe Việt mình ha. Đấy, xe Việt mình thì hay làm thường là màu vàng, thái là màu xanh. Đấy, những cái dấu chấm, những cái dấu mà niêm yết của hãng người ta thì màu nó khác Việt Nam. Tiếc cái là bây giờ là không dám cho đổ xăng nổ máy nha, mà mua chơi mà sưu tầm mà, quá đẹp bạch công tử. Em tới cặp lần mà anh em dặn em giao anh chiếc rồi, rồi đợi bấm số xong em gửi lên cho anh em luôn. Bấm số thì lúc đi bấm số thì không có phải kiểm xe nha anh, em còn có mỗi con này thôi. Em cũng công khai giá luôn nha anh, tại vì em đây em bán thường thường là giá em công khai lắm, anh em thấy được thì mua thôi, tại vì thị trường nó cũng chung chung nhau vậy thôi. Ví dụ nó cũng nó có trên nhau thì cũng giỏi lắm là 2-3 triệu, 1-2 triệu, nhưng mà quan trọng là cái uy tín thôi đó, với cái sự mà tin tưởng của anh em đối với phép thôi. Chứ xe này phép giá phép bán giá 135 nha mà, 135 triệu đấy. Rồi sau khi bấm số không xong rồi đó anh em, mà có nhu cầu rút bộ đó thì
từ tên phép phép rút ra cho anh em, tại cái này giờ tên của phép rồi ha. Này để đi đê buồn rồi làm đi trà ngắm chơi cũng vui. Xe này về mình dân biết xài thì mấy cái mở đi xả bỏ nữa, mấy cái mở bò không có để đâu. Xả mấy cái này xả khéo khéo đừng cho nó bị mất cái dấu sơn gì đó mà. Vỏ vỏ trước rất là nhỏ ấy. Đây được cái thông số lớp trước này mình à, thông số lớp trước rất là nhỏ nha mình. Đấy 60 117 ha, rất là nhỏ. Cái này đi đát 219 qua này. Cái này là bình thường nha anh, bình thường kể cả những cái dòng xe phổ thông cơ bản bình thường nha anh. Nhiều khi kể cả neo luôn nha anh, neo luôn vậy, nhiều khi neo quanh 208 nhưng mà cái vỏ nó 207 thì cái là điện là điều bình thường nha anh. Còn nếu mà 208 mà vỏ 209 là không ổn rồi, là thay vỏ rồi. Đấy. Tại vì nó xài cái này là dạng như là nó dư vỏ 29, cái đầu nó dùng là vỏ 29 nha anh. Nó dùng là vỏ 29 đem lên. Đem lên 2020 thôi không có sao hết. À. Có nhiều anh em điện thì hỏi phép. Phép ơi, anh mua chiếc neo 208 sao mà vỏ 207? Đó là bình thường anh, không sao hết. Cái này thì về nha, đậu coi chơi mà đi thì nói chung là xe này thôi, đi thì muôn đời thôi. Xe này chạy thì nói chung là chỉ có ý đồ đổi này kia rồi chán thôi chứ không nói gì. Cái độ bền nó khiếp lắm không anh. Nói với anh là dòng xe này là dòng xe của Thái nha anh, dòng xe Thái đấy chứ. Nhiều anh nói xe Miên sai rồi đấy, xe này xe Thái đấy, không phải Miên đâu. Kể cả cái rim mà NCX những cái năm trước vậy đó. Miên là do là nó nhập ở thị trường Campuchia đó anh, theo phép đoán là như thế chứ không phải xe Miên đâu. Nó tiêu thụ ở thị trường Campuchia rồi mình thấy thế đó, cái mình bảo xe Miên chứ thật ra này thì nhập Thái đó. Làm ly trà nha anh, cũng tối rồi, phép cũng hay dùng ly trà coi là ngắm vòng vòng mấy cái xe đồ chơi nó vui. Xe này được anh em đây rồi rất là kỹ nha, quấn bó các kiểu, xe mới mà với giá trị nó cũng cao quá thành ra cũng hơi kỹ chút xíu. Bữa nay về chở toàn cọp nha mình, uống trà ngắm xe, uống trà ngắm xe rồi chơi rất là đẹp. Còn cái vỏ đầu vỏ sau thì mới thay rồi. Thì cơ bản là nó vẫn vậy thôi mà. Bây giờ quay cái gì giờ em cũng không biết nữa đây. À, bây giờ mình đi xem cái bộ tem nó thế nào đi. Cái bộ tem đó. À, cái chữ bằng nhựa nổi nha anh. Nhựa nổi nha. Còn cái này thì già. Tem lụa. Cái chữ đờ đem này, wow, đờ đem này nó nhìn rất là cứng ngầu nha anh. Ở đây nó thiết kế dạng như là hộp như là đá hoa văn kim cương vậy đó anh, nó như kim cương vậy đó. Nó nổi nổi đây nè, đó anh xem, đó, gọi lép chối quá, nó nổi nổi nè, chi tiết đó ít ai để ý tới ha, mình soi rồi mình mới
mình mới thấy thôi. Giá nó mắc quá bên này, phải chịu rồi. Tại vì nhiều anh nói bên cam nó rẻ thì công nhận rẻ thiệt, nhưng mà mấy anh đem về đây rồi để mà hợp thức hóa nó cực kỳ khó khăn nha anh. Mà anh biết là cái đồng vốn đó vài chục cái trăm triệu đó, đem về mấy anh ngâm, em về ngâm đâu phải được cái số liền đâu, đợi đợi mà tới ông giò mà đóng cái này anh biết, mấy anh biết đem Việt Nam đợi. Ông là ông Việt Nam đó chứ không phải ông Campuchia nữa, ông giò Việt Nam đó. Đó. Ông là dò ba lỗ là của Việt Nam với anh, hai lỗ là của Campuchia nha. Em nói chơi với anh đừng cũng thiệt nha, giỡn thôi. Đó. Ý em nói là để nó rất là lâu mới ra được biển số giấy tờ hợp lệ đàng hoàng, không đơn giản đâu. Người chi đâu này chi đâu nọ đủ các kiểu hết. Chi cho ông này, chi cho ông nọ, chi cho bộ phận giám định xe đòi lâu giám định đó. Nhưng mà mình anh em bên đây thì đâu dám đem giám định đâu. Giám định thì thấy xe mới quá, rồi mằn mò cái phân ra cái gối nữa, rồi số khung số máy vậy rồi cạo ra tét bét trong đó rồi thôi. Rồi bắt buộc phải là chi đó. Bác Hồ kêu gọi, bác nói mấy chú nghe, mấy chú nghe bác nói, kể cả trong thời chiến lẫn thời bình ha, kể cả lúc bác sống lẫn bác kể cả lúc bác còn lẫn lúc bác mất, bác nói là các chú phải đều nghe hết cả đấy. Bác Hồ muôn năm mới 100% nhé anh, quá đẹp, kiểu gì kiểu đó. Xe mà thấy đầu bò bốn ốc là em nhìn là em thấy lúc nào nó cũng vô gu mà đó. Còn những dòng Honda mới đây kiểu cái ông này làm sao kiểu đầu bò này nhìn phép không có vô hình phép được ha. Kể cả mấy cái xe cúp gì đó anh, em mua mấy cúp FI gì đó ha. Giờ anh kế đầu bò nó nhìn thấy tháng sau biết nó hiện đại cỡ nào nhé, nhưng mà mình không, nó không có thay đổi được cái tư duy đầu nó sao đâu. Tại hồi xưa giờ mình nhìn cái đầu bò nó bốn ốc nó quen thôi. Kể có phải mua mấy chiếc cúp hoặc mấy chiếc mà AMD em anh biết, AMD nó là FI là bình xăng căng cơ của anh, loại FI cái đời cao thì nó cũng hai đầu bò vậy đó, hai đầu bò có hai ốc vậy đó, lỗi em, hai đầu bò hai ốc vậy đó. À, dòng mà cúp mà FI mới bên cam bán không vậy, về anh em tôi quá giá đi, thấp ghét nó không mua đâu, biết lời luôn đó, không thích là không mua. Ờ, thích nhất những cái cúp tum ha, những cúp mà 86 ha, 94 mấy cúp đầu bò nhìn ha, gam móc cời nổi dãy cá lóc bông tắc kè rồi đó, giống như kiểu CD á anh, nhìn mấy cái đầu bò mới CD rồi đó, không hiểu sao nó ăn vô tiềm thức mình mà nhìn một cái là nhức răng nó gam móc đó. Nó đã giờ bây giờ cái đầu bò gì á, đầu bò gì đó anh chơi gì đó, anh giờ mình thấy đẹp đẹp đâu đó. Cái này cái quan điểm cá nhân nha mấy em, nha mấy anh, em nói để mấy anh hiểu cái quan điểm em thôi, chứ em không có phần chơi bay hay là cái gì hết á đó. Giờ anh khen cái đầu bò đẹp ở đâu đó. Tiếc là em không còn cái chiếc xe cổ nào mà nó cọp ở đây, em gọi cái đầu bò. Kể cả mấy hôm trước em mua được chiếc cúp 86 á, trời cái đầu bò đẹp, nó đẹp, tuy rằng có đó anh em cũng có rửa rồi, rửa mình tác động nhẹ thôi, nhìn nước gam nó đẹp, nó nổi móc rồi lên nhìn nó đã. Mình chạy qua thời gian mình sử dụng mà mình không có tác động nữa mấy anh, xe nó còn rin đó, rồi ít có tác động nữa đó, thời gian nó lâu đó, với mệt chạy á, nó lên móc đẹp lắm, nhìn phê lắm. Đó em nói mấy anh em thợ với mấy anh chuyên môn hiểu. Còn người xài thông thường thì chắc ta nghĩ là ôi vô hai ốc nó đẹp, nó gọn ha, dễ vệ sinh, có thể vậy, có thể người ta nói vậy. Còn với mình nữa không hiểu sao thì là vậy đó em, nói thật sự mà nè, mấy cái dòng neo kể cả quay alpha là tất cả nói chung là xe nào em quyết định mua hay bỏ là
cái đầu bò nó chiếm yếu tố em là 50%. Em nói thật luôn, em vô xe em xem giờ mới đầu bò ấy. Em mất cảm tình rồi là em mua không nổi, nhất là bốn ốc đầu thì bị tẩy trắng xác rồi ha, đầu bò thì rửa ha, mất hết gam luôn ha. À, nói chung là tẩy rửa kiểu là mà dẫn mà nó dơ quá dơ nó rồi rửa không sạch đó đó, rồi chỗ sạch thì chỗ không đó, nói chung là nhìn là không cảm tình được đó, bởi cái tật nó mua xe cũng hơi khó, mà khó lắm, bị chửi hoài. Người ta thì người ta mua bán miễn sao là có lợi nhuận thôi, mình mua mình phải thích mới mua đọc đó chứ. Giống mấy ông ạt kiểu gì, ổng gà xe lầm bầm xe gì đắt đỏ đắt gì nó đóng giá một mấy triệu mấy triệu cũng chào cũng tào lưa, chứ mua không có được, lại cầm ra vịn ra một xíu khói trắng nó ra, cái dòng ạt này nó dễ ra khói trắng lắm đó. Mấy anh mua cái dòng ạt này gắn ra thử, cầm ra lớn tí xíu ra khói trắng là thua, tại máy đứng rồi nay bị gì lắm anh, bởi vì mua xe ạch một càng rồi đó, với ạch hai càng mới dòng nó mẫu đó, nẹt quá thì người ta nóng ruột người ta nó mua cũng mùi thôi đi, xe người ta mà nẹt cái đó nhưng mà không thử không được, tại vì em anh thử khối mà anh đi găm ti mà lên xíu rồi hạ xíu hạ nẹt nẹt đó thì như không đâu ra được khối mà anh. Thôi clip nó cũng dài rồi, em stop tại đây nhé anh. Chúc anh em có buổi tối vui vẻ, xem clip có ý kiến gì á góp ý thêm cho phép nhé anh. Em thì đây là chuyên gia chơi giống dòng xe xe gì cũng thích cũng chơi hết á, đam mê xe mà anh. Hy vọng anh em có cùng đam mê, nhớ đăng ký kênh, cũng như để theo dõi nhiều video hữu ích, nhiều những xe độc lạ, cũng như là điều quan trọng nhất là ủng hộ phép ha, để anh em mình có động lực đi tìm kiếm ha, học hỏi mày mò, trao đổi kiến thức, trao dồi kiến thức cùng nhau học hỏi, chứ không ai giỏi tài giỏi hết được á. Em nói chung là thua anh xa lắm, có nhiều anh em bên kênh là rất là giỏi, kêu đằng sư phụ em rồi. Em cũng lấm lấm vài ba mớ thôi đấy, học chỗ này mới học chỗ kia mới ngoài đời, với gia chạm nhiều chút đỉnh là kia tích cóp cái kinh nghiệm chút xíu, có gì anh em chỉ dạy thêm, rất mong anh em comment chia sẻ ha những kinh nghiệm quý giá để anh em mình cùng chơi xe cho nó có cái chất nha anh. Rồi em chúc anh em luôn luôn gặt hái nhiều thành công cuộc sống, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn an bình, luôn luôn hạnh phúc. Xin chào anh em.